Xin chào mừng tất cả các bạn đang đến với kênh tin tức sau việc của chúng tôi. Và ngay sau đây, xin mời các bạn đến với bản tin mới nhất. Đi đâu Harry chứng thành 10 phút hôn nhau một lần, chỉ có đàn ông thương vợ mới làm thế. Vợ chồng nam danh hài đắt số nhất nhì showbiz luôn nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Không phải vì họ là hai cái tên đắt giá, mà chính là bởi cách sống và cách họ trân trọng tình yêu. Harry Won từng có mối tình 9 năm với nam rapper tiếng Đạt. Thế nhưng dù có quãng thời gian dài yêu đương đẹp đến vậy, nhưng cả hai cũng đã đường ai nấy đi. Còn Chứng Thành cũng từng có tình cảm với Mai Hồ, bà mẹ một con, nhưng cũng tan vỡ. Đó có lẽ là cái duyên để họ đến với nhau. Hai trái tim trải qua những tổn thương khúc mắc trong quá khứ, họ đã yêu nhau một cách chân thành như thế. Cách đây không lâu thì vợ chồng Chứng Thành vừa tung ra một bộ ảnh tình tứ với concept quý tộc cổ điển. Có thể thấy, sau hơn 3 năm kết hôn, tình cảm của cặp vợ chồng này ngày càng khăng khít, mặn nồng khiến khán giả và đồng nghiệp rất ngưỡng mộ. Trên báo chí, người mẫu Xuân Lan từng cho biết mình rất ngưỡng mộ tình cảm của đàn em khi ngồi cà phê chung, nhưng cứ 10 phút Chứng Thành và Harry Won lại hôn nhau một lần. Thử tính xem, từ ngày Chứng Thành dắt tay Harry Won về chung sống một nhà, họ đã được những gì và họ trân trọng tình cảm đó ra sao? Có thể dễ dàng thấy trên truyền thông, nữ ca sĩ gốc Hàn luôn sẵn sàng bày tỏ sự tự hào về hôn nhân quyết định em kết hôn đúng đắn với ông xã mình. Về phía Chứng Thành anh cũng vậy, họ tự tin thể hiện mọi hành động yêu thương, sự cưng chiều nhau đến nỗi khiến đồng nghiệp cũng phải tỏ ra ghen tị. Xuân Lan, bạn thân của cả hai, cũng từng nói rằng cô cảm thấy hạnh phúc thay cho tình yêu của cặp vợ chồng dễ thương này. Thỉnh thoảng khi ngồi cà phê tán rẫu, thỉnh thoảng 10 phút là A Xin lại hôn bé heo. Điều này khiến Xuân Lan phải hỏi đùa rằng hai đứa không coi sự tồn tại của chị ra gì à. Cách đây không lâu thì trong một chương trình truyền hình phát sóng hồi tháng 8, Harry Won nói sau khi cưới nhau, vợ chồng cô sống đơn giản vui vẻ. Ca sĩ ở cùng bố mẹ chồng nhưng chưa từng áp lực chuyện làm dâu. Bố chồng cô giỏi nấu ăn, phụ trách bếp núc cho cả nhà hàng ngày. Mỗi khi rảnh rỗi, cả hai mời bố mẹ đi ăn nhà hàng. Harry nói cô thích sống trong một căn gia đình có đông thành viên, tận hưởng sự ấm áp của tình thân. Cả hai cùng chăm sóc 4 chú chó mèo và xem chúng như con cái. Harry Won thường là người quay các video khi chồng chơi và chăm bẵm thú cưng. Diễn viên gốc Hàn nhận xét, chồng là người tử tế phóng khoáng. Khi còn hẹn hò, ngày đầu tiên Chứng Thành đã tặng cô túi hiệu. Khi về nhà và mở món quà ra, Harry Won rung khi biết giá trị của món quà. Cưới nhau rồi, anh vẫn duy trì sở thích mua hàng hiệu tặng vợ. Ngược lại, Harry Won tạo niềm vui bất ngờ cho chồng, chẳng hạn tặng hoa cho anh vào ngày 8 tháng 3. Khi cuộc sống hôn nhân ổn định, vợ chồng cô đối diện với áp lực khác. Trong những lần livestream cùng fan, Chứng Thành thường nhận được câu hỏi, khi nào có con? Mẹ Chứng Thành bày tỏ, bà mong con dâu có bầu sớm vì bà vẫn còn sức khỏe để chăm cháu. Còn Harry Won luôn mặc cảm vì khó mang thai bởi từng trải qua thời gian dài điều trị ung thư cổ tử cung. Nhưng Chứng Thành không đặt nặng áp lực lên vợ. Anh chứng an vợ bằng câu nói trên sóng truyền hình. Không có con ruột thì mình nhận con nuôi. Hiện cô giữ suy nghĩ tích cực hơn vì khi sức khỏe và tinh thần ổn định, cô mới có cơ hội làm mẹ.